tụi con muốn xuất hiện ở sân khấu Decap là tụi con phải 10 đến 12 năm lăn bạc ở ngoài. Cái mình mới hỏi chứ, vậy 12 năm vừa rồi con làm đâu? Dạ tụi con cũng đi vòng đó. Ở đây mình đâu có nói sau, những cái em nổi tiếng, bản thân Quỳnh Lập nè, em là Dương Bảo Lâm nè, Dương Cường nè, đã thấy. Tụi con đi một đường vòng gần 11 đến 12 năm. Bây giờ tụi con mới có thể trở lại và chú Tuấn mời con vào sân khấu, chú Tuấn diễn. Đó mình thấy không? Cái mình nói, ủa mười mấy năm rồi? Dạ tụi con làm như vậy, tụi con làm YouTube, con làm các thứ. Người ta lại phân tích ra như thế này, do mày quá thiếu nhiều điểm diễn dành cho tụi nó. Người ta có một nguyên tắc, người ta nói là này, diễn viên kịch là đóng phim được, nhưng mà diễn viên phim là chưa chắc đóng kịch được. Hiện nay, theo như một số lời đồn đoán có cơ sở, là sân khấu Anh đang dẫn đầu về số diễn viên trẻ đúng không? Nó không phải là đồn đoán nữa, mà nó đang diễn ra. Đây là cái mà tôi phải nói là tôi rất mừng. Là tôi thực hiện được từ tháng 5 2021 là cái tạo điều kiện nhiều nhất cho tất cả các em lực lượng diễn viên trẻ, mà không phải diễn viên trẻ không, có đạo diễn trẻ luôn, biên kịch trẻ luôn. Bởi vì sao? Đó thực tế là đó là cái tồn tại của một nền nghệ thuật, không phải của Việt Nam đâu, mà nó là cái động lực để tồn tại của cả một cái nền nghệ thuật quốc gia chung. Bởi vì nếu không có những người trẻ mới thì mình sẽ không có cái thừa, mà không có cái thừa thì sẽ không có thể hiện được cái bản chất văn hóa của một nước mình đâu. Mà cái đó nó lại phù hợp với vấn đề là gì? Chúng tôi chỉ là một nhà sản xuất, mình tạm gọi là một nhà kinh doanh nghệ thuật, thì cái điều đó cần và tiên quyết của bất kỳ một cái sản phẩm nghệ thuật nào. Giờ anh Hoàng thấy rồi đó, lên phim anh thấy không? Coi phim mà thấy được đường viên trẻ mà tươi mát mà diễn tốt, họ mừng lắm, họ xem rất là tốt. Nhưng mà nói thế này, chúng ta phải mở ngoặc một chút để cho khán giả biết. Ví dụ như ca sĩ á, có thể rất là trẻ, bùng cái lên hát bài hay, đúng không? Diễn viên chưa đóng phim bao giờ đóng hay, vâng. Nhưng mà cái diễn viên sân khấu á, rất khó mà nhảy lên sân khấu mà diễn hay được, bởi vì cái quá trình trên sân khấu là cái quá trình diễn trực tiếp và quá trình giao lưu với khán giả, nghĩa là nó đòi hỏi bản lĩnh sân khấu rất là khác. Cho nên định nghĩa diễn viên trẻ trong sân khấu nó khác với cái định nghĩa của các ngành nghệ thuật khác. Mới anh Tuấn có đồng ý với tôi thấy không? Chính xác, anh Hoàng nói thật chính xác về mặt kỹ thuật luôn đó. Bởi vì sao? Thứ nhất á, qua điện ảnh nó còn có kỹ thuật của điện ảnh, bao nhiêu cái điểm phụ trợ, đúng không? Ca nhảy múa nó cần sức trẻ và trong vòng 2 đến 3 phút thôi và nó biến mất. Ca sĩ cũng vậy đó, nhờ bài hit hoặc là giai điệu bóp gần. Nhưng còn cái tồn tại biểu diễn trong vòng từ 2 tiếng đến 3 tiếng trên sân khấu của một diễn viên kịch nói nha. Ở đây tôi chưa nói các loại hình khác như cải lương hay là hát bộ hay gì cả. Thì nó đòi hỏi cái gì? Cái quá trình thời gian. Mà thời gian tiếp xúc và rèn luyện nó cần thời gian. Mình nói là không phải là các em vừa ra trường mình đưa lên liền, mà cái mình kế hoạch của mình là gì? Rút ngắn thời gian mà các em nó gần như nó phải, nó bị ta gọi là bị đứt gãy, đứt gãy mà tâm lý và diễn xuất. Tôi vừa rồi tôi làm một cái bài toán liền, tôi hỏi thăm liền một số diễn viên của cả Edicap hiện nay và một số diễn viên trẻ nhất, thì trên lệch của nó, tụi con muốn xuất hiện ở sân khấu Edicap là tụi con phải 10 đến 12 năm lăn bạc ở ngoài. Cái mình mới hỏi chứ, vậy 12 năm vừa rồi con làm đâu? Dạ tụi con cũng đi vòng đó. Ở đây mình đâu có nói sau, những cái em nổi tiếng, bản thân Quỳnh Lập nè, em là Dương Bảo Lâm nè, Dương Cường nè, đã thấy. Tụi con đi một đường vòng gần 11 đến 12 năm. Bây giờ tụi con mới có thể trở lại và chú Tuấn mời con vào sân khấu, chú Tuấn diễn. Đó mình thấy không? Cái mình nói, ủa mười mấy năm rồi? Dạ tụi con làm như vậy, tụi con làm YouTube, con làm các thứ. Người ta lại phân tích ra như thế này, do mày quá thiếu nhiều điểm diễn dành cho tụi nó. Mà không phải như vậy, vì cách đây 7-8 năm hay là 5 năm em cũng đã lôi vào thử. Nhưng rõ ràng là khán giả họ chưa chấp nhận tụi nhỏ. Bởi vì như anh Hoàng nói đúng, cái chính xác, cái kỹ thuật biểu diễn nó đòi hỏi thời gian. Chứ nó không có một cái sự gì yểm trợ về mặt công nghệ cả. Bây giờ như thế nào đây? Nó xin lỗi anh Hoàng xuất hiện để anh Hoàng diễn một vai 18, 19, 20 cũng khó, đúng không? Mà như vậy thì tài năng anh thất thoát quá lớn. Cho nên hiện nay tôi đang có kế hoạch là gì? Rất nhanh, bằng cách là gì? Thay vì 10 năm, tôi cho 5 năm. Bằng mọi cách đổ dồn vô kế hoạch để chuẩn bị cho 3 đến 5 năm ra lò một lứa diễn viên mới. Thì cái chuyện đó là chuyện là mình phải tác động vô bằng nhiều hình thức. Tôi có một cái phim sắp chiếu á, là tôi lấy một cô diễn viên chưa bao giờ đóng, không những không đóng mà còn không học ngày nào vào làm vai chính trong một bộ phim. Nhưng mà kịch chắc là không bao giờ tôi dám, đúng không? Không bao giờ tôi dám, bởi vì lên diễn kịch mà vai chính thì không cách gì mà không trải qua rất nhiều vai phụ bầm dập ở trên sân khấu. Nó khó vô cùng. Người ta có một nguyên tắc, người ta nói là này, diễn viên kịch là đóng phim được, nhưng mà diễn viên phim là chưa chắc đóng kịch được. Mà cái điều này đó anh Hòa nói cũng còn chính xác hơn nữa, ở đây không phải Việt Nam đâu nha. Tất cả các diễn viên nổi tiếng sao quốc tế ở nước ngoài, họ muốn chứng tỏ là bản lĩnh, họ giỏi, họ hay, họ phải xuất hiện trên sân khấu kịch nói hoặc là trên sân khấu musical, kịch, nhạc kịch, thì họ mới chứng nhận là giỏi thiệt. Chứ còn không ai tin họ giỏi hết. Phim thì có thể họ đoạt giải này giải nọ, nhưng để gọi là thực lực giỏi hay không giỏi, đề nghị xuất hiện trong chương trình, một là nhạc kịch, hai là trong vở kịch nói.
Đó là cái điều mà như anh Hòa nói đó. Theo định nghĩa của riêng anh ấy, thì một diễn viên kịch trẻ là khoảng bao nhiêu tuổi? À, nếu kịch trẻ mà đẹp á, là khoảng chừng 30 là cho là hơi bị trễ rồi đấy. Thế hả? Có nghĩa là cái em nó ra trường cho nó là 22, 23. Chắc là nó bầm dập đâu 7-8 năm. Ít ra mà cho mà trôi giả cái đầu khoảng 5-6 năm thôi. Nhưng em phải thể hiện được một cái vai tương đối cứng. Là trễ nhất là 5 năm. Hiện nay tôi đang phấn đấu với một số đạo diễn trẻ đó, giờ cố gắng nuôi các em này đi, tập trung liền, chọn liền, và là sau 5 năm để đưa các em ra sàn chính. Mà muốn có sàn chính như vậy bây giờ phải thảy các em vô các sàn phụ trước, cái biểu diễn cái gì đó, tiếp cận cái gì đó thì phải tính. Mà cái đó nó không phải chuyện dễ đâu. Khán giả rồi kịch bản rồi, bởi vì khán giả họ cứ xem danh sách diễn viên họ mua vé thôi. Dạ đúng. Họ không có nghe mình Thanh Minh hay là mình Kiều Cố gì đâu. Vâng, chính xác. Trên là có một cái từ mà nghe thì cũng đúng, mà cũng tức, tên bán vé. Dạ đó. Đúng không? Vâng, vâng. Tên bán vé. Nhiều khi tôi làm cái phim hay làm cái gì, người ta hỏi ê Hoàng, cái tên bán vé là ai? Mình cứ bảo hợp vai thôi. Không, hợp vai không được đâu nha, phải có tên bán vé. Chính xác anh ạ. Nó là cái mình tạm gọi là chữ celeb rồi được đó, phải nổi tiếng nó bán vé được. Có những vở mình đi coi, ê cái này hay quá, nhưng mà rõ ràng không bán vé được. Và họ phải có tên. Mà dù cái tên đó có thể là nó đồng đối với họ là nhàm hay cũ, nhưng mà đó là cái niềm tin. Cái chính nó vẫn là niềm tin của khách hàng thôi. Nhà sản xuất phải tính. Cảm ơn anh. Rất mong gặp lại anh Tuấn trong những chương trình khác.